o transferu technologií mezi společnosti Global Consulting Marine SRO a MBL Land Corporation vymění Nguyen Kim Song, výkonný ředitel firmy Global Consulting Marine SRO a Nguyen Za Long, předseda představenstva firmy MBL Land Corporation. Và cái hợp đồng thứ năm sẽ được bàn giao đây là cái hợp đồng chuyển giao công nghệ giữa MBL Land với công ty Global Consulting Marine. Đây là cái hợp đồng về liên quan đến chuyển giao công nghệ đóng cano tàu thuyền mới và trị giá dự kiến là khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Poslední výměny dojde mezi Saigon Dining a družstvem Polygot Invest a jedná se o memorandum o spolupráci v oblasti designových služeb pro projekt Lavender pro Saigon Dining v Dalai City. Và cái văn bản thứ 6 là văn bản cuối cùng đã được ký kết trong ngày hôm nay là văn bản giữa công ty cổ phần Saigon Dining với Trustvo Polygot Invest về cái dịch vụ cung ứng dịch vụ thiết kế và hoàn thiện dự án có tên gọi là Lavender do Sài Gòn Hội Thao Linh làm chủ đầu tư. Tak a tímto končí formální